Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, nhất là gần tới thời điểm kỷ niệm ngày diễn ra trận hải chiến giữa hải quân Việt Nam Cộng Hòa và quân Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa của Việt Nam, ngày càng có nhiều ý kiến của người dân Việt trong và ngoài nước bày tỏ lòng cảm phục trước sự hy sinh cao cả của 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa khi ra sức bảo vệ Hoàng Sa hồi tháng Giêng năm 1974. Đồng thời, công luận cũng ngày càng thắc mắc về tình trạng giới cầm quyền Việt Nam cho tới giờ vẫn chưa thấy chính thức vinh danh những người con thân yêu ấy của đất nước. Điều mà tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã từ Sài Gòn cảnh báo rằng chính phủ Việt Nam đã để mất thêm một cơ hội hòa giải dân tộc nếu chậm vinh danh những anh hùng tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình để bảo vệ Hoàng Sa trước quân xâm lược phương Bắc. Trong xu hướng mong đợi của người dân Việt như vậy, thì những cựu chiến binh bộ đội của Hà Nội suy nghĩ như thế nào về 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ấy đã vị quốc vong thân? Cựu đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, nhà văn Phạm Đình Trọng từ Sài Gòn lên tiếng. Những người Việt Nam hy sinh để bảo vệ đất đai Việt Nam đều là những người con của Tổ quốc Việt Nam, đều là những dòng máu Việt Nam. Tất cả những người mà đã hy sinh cho đất nước Việt Nam đều là cao quý và đều là những đứa con yêu của dân tộc Việt Nam. Thành ra cái sự hy sinh ấy phải được ghi nhận, phải được nhớ ơn. Và một cái nhà nước thì phải có cái ghi nhận, phải ghi ơn những người như thế. Bây giờ cái nhà nước chưa có làm được cái gì là điều mà mọi người Việt Nam đều thấy băn khoăn và thấy chưa phải với cái sự hy sinh cao cả đấy. Một cựu bộ đội Việt Nam đang ở Phú Quốc, ông Hùng nhận xét như sau. Rất tiếc bởi vì hai cái thể chế chính trị nó khác nhau, nhưng mà đến bây giờ thì đáng lẽ người ta vẫn phải tôn trọng, bởi vì tất cả ngã xuống để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam đáng đều được tôn trọng hết. Theo quan điểm của tôi là tất cả những người đó, quân đội Việt Nam Cộng Hòa hy sinh vì đất nước Việt Nam, bầu trời và dòng nước biển của Việt Nam thì đó là đều được tôn trọng, dù cho hai cái thể chế chính trị nó hơi khác nhau, nhận thức là khác nhau. Từ Hà Nội, cựu đặc công của bộ đội Việt Nam, ông Phan Khang khẳng định hành động hy sinh của những người lính hải quân Việt Nam Cộng Hòa ấy khiến toàn dân Việt kính nể. Đối với những người hải quân của Việt Nam Cộng Hòa thì rất là đáng khâm phục. Họ là những người đã xả thân vì đất nước, vì Tổ quốc, đất nước đây là của chung. Họ chống xâm lược thì mình rất là kính phục, quý mến họ, và những anh như là Trung tá Thà đấy thì hy sinh trong những tư thế rất là dũng cảm. Cái đó cũng làm cho nhân dân dân tộc đáng kính nể. Theo cựu bộ đội ông Hùng vừa nói, thì Hoàng Sa và cả Trường Sa đều là lãnh thổ của Việt Nam ngày xưa cũng như Việt Nam bây giờ. Ông nhấn mạnh rằng hai nhà nước Việt Nam Cộng Hòa và Bắc Việt, dù thế nào đi nữa, thì đó cũng là lãnh thổ của Việt Nam. Ông Hùng cho biết tiếp. Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam ngày xưa cũng như Việt Nam bây giờ. Hai nhà nước Việt Nam Cộng Hòa và Bắc Việt thì dù muốn hay không thì đó là lãnh thổ của Việt Nam thôi. Cái chế độ trước bảo vệ lãnh thổ Việt Nam thì chế độ bây giờ cũng vẫn bảo vệ lãnh thổ. Cái đó là bất di bất dịch. Ngày xưa là do ý thức hệ của hai bên thôi, nhưng mà người Việt Nam vẫn bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam, tức là Hoàng Sa và Trường Sa. Bất cứ một người nào mà lấn chiếm đó thì đó là xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam. Quân đội cũng là con em của Việt Nam để bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền quốc gia Việt Nam. Nhắc đến hành động Bắc Kinh cưỡng chiếm biển đảo của Việt Nam, cựu đặc công Phan Khang lưu ý rằng tôi cho rằng là Trung Quốc thì xưa nay cả nghìn năm Bắc Hồ thì họ đã muốn xâm lược Việt Nam rồi, nhưng mà đứng về mặt bằng cớ lịch sử mà nói thì họ không thể nào có bằng cớ được bằng của Việt Nam hết. Nhưng vấn đề đặt ra tức là họ ỷ nước lớn và cái mưu tính của nó là bá quyền, cho nên lúc nào họ cũng muốn phát triển ảnh hưởng lên để mưu đồ họ xâm lược Việt Nam. Thời nào cũng vậy, kể cả thời ông Hồ Chí Minh cũng vậy, họ tìm mọi cách để họ xâm chiếm, bành trướng. Người Hán thì không phải riêng Việt Nam mà họ có cái ý định bá chủ thế giới nữa. Theo cựu đại tá Phạm Đình Trọng, thì phương Bắc chiếm được Hoàng Sa của Việt Nam bởi vì họ đã triệt để lợi dụng chiến tranh ý thức hệ vào thời điểm diễn ra cuộc buôn bán mặc cả giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhà văn Phạm Đình Trọng nhận định rằng nếu như Mỹ không thỏa thuận cho Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, thì Trung Quốc không thể đánh chiếm được. Nhưng hai siêu cường đã thỏa thuận đi đêm với nhau để Mỹ đứng ngoài cuộc. Đại tá Phạm Đình Trọng cho biết tiếp. Trung Quốc mới chiếm được cái Hoàng Sa bởi vì họ đã triệt để lợi dụng cuộc chiến tranh ý thức hệ vào cái thời điểm mà đấy là một cái cuộc buôn bán, một cái sự mặc cả giữa Mỹ và Trung Quốc. Nếu như Mỹ nó không thỏa thuận cho Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa thì Trung Quốc không thể đánh chiếm được, nhưng mà họ đã thỏa thuận đi riêng với nhau để Mỹ đứng ngoài cuộc. Trung Quốc thực hiện được cái mưu đồ đánh chiếm Hoàng Sa, đây là một cái sự mặc cả buôn bán nhau giữa hai nước lớn, và họ bán
hy sinh cái quyền lợi của nước nhỏ là Việt Nam để họ mặc cả với nhau. Chính vì thế mà Trung Quốc đã đánh chiếm được Hoàng Sa. Nếu mà không có cuộc chiến tranh ý thức hệ thì Trung Quốc không khi nào họ có thể chiếm được Hoàng Sa. Cái công hàm Phạm Văn Đồng thể hiện rõ nhất về cái ý thức hệ. Phạm Văn Đồng lúc ấy hoàn toàn chỉ đứng về phía ý thức hệ cộng sản, ý thức hệ giai cấp để mà ủng hộ Trung Quốc. Lúc ấy ông hoàn toàn ông không đứng ở phía dân tộc, ông không đứng ở cái tư thế của người Việt Nam để ông nhìn nhận cái quyền lợi của đất nước, mà ông có đứng về cái ý thức hệ cộng sản để ông ủng hộ ý đồ của tổng cộng. Và khi nhắc tới cái công hàm Phạm Văn Đồng, nhà văn Phạm Đình Trọng không quên nhấn mạnh rằng nó đã phản lại quê hương dân tộc, mang lại hậu quả vô cùng tai hại cho quyền lợi của dân tộc, cho đất đai của dân tộc. Và điều này cũng thể hiện rõ nhất sự mù quáng. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Hãy bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh và ấn vào chuông bên cạnh để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.